tiếp tục đi hàng Kamezuji chuẩn Nhật đó, cho khách sĩ nhà em nha mọi người nha. Đó, chuẩn bị đi lên đường nha mọi người. Đó, bây giờ em sẽ soạn hàng gửi cho khách sĩ nhà em đây. Sẵn thì em sẽ chia sẻ cho mọi người ha, tem thật, tem giả ha, và những cái thành phần công dụng tuyệt vời của sản phẩm này. Trước mắt là hũ kem băng đêm nha mọi người. Kem băng đêm thì cái ruột của nó là màu vàng, như mọi người cũng đã biết rồi ha. Đây, cái tem chuẩn ha, hàng xịn sò bên em là như thế này nha. Khác hoàn toàn so với những loại tem khác. Đó, đang bán hàng Meizuji chuẩn Nhật ở trên thị trường nha. Đây, thứ nhất nè. Đó, tem nhà em là thương hiệu HB nha. Mọi người cũng có thể check ở đây nè, để ra được hàng chính hãng từ công ty luôn nha. Và đây, ở trên đầu vỏ hộp nè, trên nắp vỏ hộp cũng có cái chữ Meizuji hàng loại 1 nha. Đó, nhập khẩu chính hãng nha mọi người. Đây ha, đây là cái hũ ban đêm nha mọi người nha. Tiếp theo là em Uyên sẽ mở cho mọi người xem cái hũ ban ngày nha. Đây, cái hũ ban ngày đây mọi người có thể xem. Vì loại này hàng nhái hàng giả rất là nhiều nên hiện công ty lại ra cái tem, những cái tem này nè. Đó, để tránh bị hàng nhái hàng giả. Và cái chất kem bên trong mọi người, khi mà dùng cái chất kem bên nhà em rồi thì mọi người sẽ thấy rõ, như là phản hồi của khách lẻ nhà em đã sử dụng nha. Đó, chất kem mềm mướt nha mọi người, không có bị khô nha. Những chị em nào đang dùng cái kem Meizuji mà bị khô da thì mọi người phải xem lại coi có thể đúng hàng chuẩn không, hoặc là hàng của hãng công ty khác nha. Đó, hàng của hãng công ty khác, Meizuji này cũng có nhiều công ty nhập về lắm, nhưng mà nhập mà chất lượng cái chất kem mà mềm mướt da ha, không bị khô da thì là chuẩn, như hàng công ty như bên Uyên nhập nè. Đảm bảo cho mọi người khi dùng mọi người sẽ thấy khác biệt rõ. Và sự kích ứng nè, ngứa da, đỏ da, rát da thì cũng không có nhiều so với là những cái người mà sử dụng cái loại kem Meizuji tương tự nha, mà của hãng công ty khác hoặc là hàng trôi nổi nha. Thì Uyên cũng nói rõ là dùng vô nó sẽ bị đỏ da, ngứa da, rát da rất là lâu, thời gian rất là lâu nha, không có hết nhanh như là cái sản phẩm kem Meizuji chuẩn Nhật nhà em nha. Sử dụng nó sẽ nhanh chóng nha, không có bị ngứa, đỏ, rát da lâu ha, từ 3 cho đến 7 ngày đổ lại là cao, và rất là kích ứng rất là nhẹ. Vì cái này gọi là sự tác dụng của kem, nó giúp cho da tái tạo da trong thời gian mà sử dụng ha. Thì nó làm cho da nó sẽ có những cái vấn đề kích ứng nhẹ đó, đó là vấn đề bình thường. Còn nếu những chị em nào mà sử dụng rồi mà nó kích ứng sau hơn một tuần luôn ha, mà lâu rồi mà vẫn chưa có mà hồi phục, vẫn cứ bị ngứa, đỏ, rát da hoài, thì mọi người phải xem kỹ lại cái chất lượng và cái nguồn gốc kem của mình có lấy phải đúng hàng chuẩn hay không nha. Bên Uyên là cam kết đảm bảo hàng chuẩn cho mọi người khi mà sử dụng nha. Chất kem mềm mướt, không khô da ha, và sự kích ứng của da cũng rất rất là nhẹ luôn. Có những chị em là không có bị kích ứng hay ngứa, đỏ, rát da gì hết. Có những chị em là sử dụng thì bị ngứa ha, đỏ, rát da trong vòng cỡ chừng 2 đến 3 ngày hoặc là 1 tuần đổ lại, Uyên cam kết nha, không lâu hơn. Và thời gian ngứa thì nó cũng không có kéo dài nha, nên mọi người an tâm khi mà sử dụng nha. Còn những cái loại kem nào mà mọi người dùng mà thấy thời gian nó kéo dài thì mọi người nên lưu ý nha, nên lưu ý kỹ lại giúp em Uyên để mà tránh mua hàng nhái hàng giả ảnh hưởng sức khỏe nha, làn da của mình nha. Đó, bên Uyên cam kết như vậy, và bao cho những cái khách sĩ nhà Uyên khi nhập về nè. Đó, nếu mà bán hàng không được nè, ra hàng không được thì bên Uyên sẽ hỗ trợ giúp cho các chị em nha. Chia sẻ nè, chia sẻ bát đơn khi mà những chị em nào mà bán không được ha, thì bên Uyên cũng sẽ hỗ trợ chia sẻ bát đơn cho các chị em đi hàng cho nó nhanh nha. Đó, cùng nhau chiến trong mùa dịch này nha mọi người nha. Đó, mọi chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em Uyên ha. Đó, qua hai số hotline này nha mọi người. Đây, 0938033035, số này là mọi người có thể kết Zalo với em Uyên để được tư vấn nhanh chóng, hoặc số hotline 0767750430 để được mà alo tư vấn một cách nhanh chóng nhất nha. Đó, xin chào và tạm biệt mọi người nha. Bây giờ Uyên đóng hàng gửi cho khách sĩ nhà Uyên đây ha. Đó, 50 hộp nha mọi người, chuẩn bị lên đường nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và tin tưởng cùng chiến kem dưỡng Meizuji vào mùa dịch này nha.